em ơi, 2-1. Phóng viên Dinh đang cổ vũ cho đội bóng Dinh từ xa. Là vãi lờ. Ủa từ nãy giờ cổ vũ cho em cái gì? Anh em đang đi ở trên con đường này, gọi là con đường là quốc lộ 28B. Quốc lộ 28B từ 27B chứ. Từ Bảo Lộc sang 27 là đi từ Đắk Lắk về. Đây là từ Bảo Lộc đi đâu rồi? Bảo Lộc đi Phan Thiết. Đi Phan Thiết. Đường rất xấu. Ui đấy. Mọi người hình dung là đường thì xấu mà lại do một tay lái Việt Nam lái nữa thì nó tệ như thế nào? Một quả nữa. Mới quay. Đây, mới quay này. Đây. Mọi người có thấy đường rất là xấu không? Đây là địa phận của Bình Thuận. Và đó là lý do tại sao tất cả các đời chủ tịch tại Bình Thuận đều bị bắt. Do đó, chạm máy quay này. Tệ hả? Ôi trời ơi. Mặc dù là hệ thống xong rồi, thắng rồi. Sắp của chiếc Túc Sơn này nó cũng khá tốt, nhưng mà cái cảm giác sắp phẩy khi mà chạy trên cái đường này nó rất là tệ hại. Thủ lực rất mạnh. Chúng tôi thì 5 người nhưng mỗi người một việc. Anh Tùng Tô thì mẹ xem bóng đá rất là ở Mỹ từ nãy giờ. Mặc dù là ở đây trái thích cái đội Dinh cũng như là đội FPT cả, nhưng mà anh vẫn bắt cả xe để xem và anh hò hét theo từng nhịp điệu của cái trận. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Vào bán kết rồi. Không phải chấp nhận được. Bán kết nhanh thắng thôi. Rồi. Ok, cảm ơn bạn. Bạn đã tắt cái lo rè của bạn đi. Người miền Nam lái xe nó khác vô cùng so với người miền Bắc. Đây, nhìn để chuẩn bị vượt này. Đây, đường thì xấu. Có 5 dít với 5 đáp nha anh. Đây là 5 đáp. Úi dồi ôi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Thật sự là rất là tệ hại. Úi dồi, úi dồi. Úi dồi. May mắn là trên xe vẫn có cái Android Box nên là có thể là có một chút niềm vui, cũng có thì chẳng là buồn thiệt mà. Đang đi ra một cái cây rất là đẹp ở giữa một cánh đồng ở Phan Thiết. Tiến nó bảo đây là quê nó nên là không được, phải đi xuống đây đấy, đấy được nè. Không phải cây này người ta trồng, cái mai người ta trồng, người ta chửi đấy. Tiến trồng. Nó biết là có những cây người ta trồng. Anh em không biết, anh em bảo đi vào. Đây là quê mình, đây là quê mình mà anh em cứ vậy không à? Đây là tí thì đâu ủy ban không vãi cả đốt ủy ban không, tí thì đâu ủy ban không đó. Mình dẫn cái đâu ủy ban đây bây giờ tại sao mình phải đâm qua cái chỗ người ta trồng mai như vậy? Đúng rồi đó, đầu sao cho đẹp. Không, mình công mình xe người thôi. Đây, 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 mình đây, xe vào xe chứ đâm được một góc chéo như vậy là đẹp nè. Mình tạo điều kiện cho hãng xe đi, mình đang đi xe của hãng xe, mình phải đàng hoàng tí. Không, anh lùi cái đít ra đây này, đâm cái góc xéo. Phải xuống xi nhan thì mới biết là thế nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xuống đi. Không, đó. Đầu sao ta? Đây, đây là một cái cây cô đơn. Đây, 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 đây. Ở một cái không gian nó quá rộng luôn. Đâu hướng này. Đó, anh em thấy cái cây không? Đấy. Ngu lật. Thật sự là mọi người không thể tưởng tượng được là có những cái lần đi gọi là đánh giá Android Box mà nó khủng khiếp như này. Thôi. Đánh giá Android Box thế này mới gọi là đánh giá chứ. Vãi cả đánh giá Android Box. Nó liên quan quá cơ. Ừ. Liên quan gì cả. Anh em thấy không, đi đánh giá Android Box nó phải thế này mà nó gọi là đánh giá Android Box. Kinh khủng. Tuyệt vời. Anh em đi đốt ủy ban, đốt ủy ban với mình không? Ờ, đi đốt ủy ban. Đánh giá Android Box thế này mới gọi là đánh giá nhỉ? Quay phim Tùng Tô, từ Dinh. Sau một cái hành trình không ngắn một tí nào nhỉ? Có lẽ là phải đến 500 km nhỉ? Từ qua giờ mình đi 500 km thì nhìn chung đánh giá với cái xe Hyundai Tucson này nó cũng khá là hay. Một cái là nó hơi ít hàng nên đâm ra chưa nhìn thấy nhiều trên đường phố thôi. Nhưng mà theo như mình nghĩ thì nó rất là ổn. Anh ơi ngược chiều anh ơi. Anh biết rồi. Anh ở ngoài Bắc anh đi ngược chiều rồi này. Nhất là ở trong cái khuôn viên chung như này. Đi đâu? Được rồi, thế. Kiếm gì ăn sáng? Bây giờ Phan Thiết kiếm đi ăn sáng. Phan Thiết à? Dạ. Đi em chỉ đường về Phan Thiết.
hơi lag tí chứ. Chắc tại mạng yếu. Này do mạng thôi. Này do mạng. Anh em tốt thế nhỉ, anh em nói tốt về cái sản phẩm này cùng với mình. Không có tiền để chia đâu nhá, nói chứ. Đó. Thật ra thì rõ ràng là cái mọi người đều thấy là cái thời điểm khoảng 1 năm gần đây nhỉ, phải đến 1 năm rồi nhỉ. À làm gì? Nửa năm gần đây mà nó xuất hiện cái sản phẩm Android Box này ở trên thị trường thì nó hỗ trợ rất nhiều cho lái xe, nhất là với những cái xe mà không em xài 2 năm rồi anh ơi. À ừ đấy thì em thì được xài lâu hơn vì em ở trong Sài Gòn, anh ngoài Bắc anh ấy thì xài khoảng nửa năm nay thôi. Thì nó hỗ trợ rất nhiều cho người hay lái xe. Những đầu tiên là nó giải quyết được vấn đề là chúng ta có thể có được những cái phần mềm hay ho như này trên xe mà không cần phải làm cái gì nó quá nhiều lúc đến cái độ nguyên bản của xe, như kiểu là thay một cái màn hình Android hay là làm cái gì khác, đại khái là không cần độ đẽo gì cả, cắm phật một cái vào cổng USB. Đối với những chiếc xe có Apple CarPlay thì có thể dùng được cái này rồi. Đây là màn hình đang là phần mềm Vietmap phiên bản S2 mới nhất hiện tại. Vietmap S2 này thì mình cũng không thích lắm về mặt giao diện hay tất cả các thứ, bởi vì là nó anh em nhìn thấy nó cũng rất là lằng nhằng, mà được cái là nó có cái báo tốc độ, thì đối với nhiều người thì người ta rất là cần cái tính năng này khi mà đi ở những cái đến những cái nơi mà không lạ lẫm, không quen lắm, thì rõ ràng là có Vietmap S2 nó báo cái cảnh báo tốc độ rồi phạt nguội rồi camera tất cả các thứ nó sẽ rất là ổn. Đây đường hiện tại là 50 km. Cái đó S1 có được. Nhưng mà người ta bảo là S2 thì nó hiện đại hơn, nó update nhiều hơn. S1 thì ví dụ là anh đã dùng S1 rồi, anh đến những cái chỗ mà rõ ràng là đường nó cho 80 mà cái này nó cứ báo loạn là chỉ được chạy 50 thôi. Thì có lẽ là phần mềm nó cập nhật hơn rồi. Ngoài ra thì có thể xem YouTube rồi nghe nhạc online rồi rất là nhiều thứ mà nếu mà một chiếc xe nguyên bản thì sẽ không có. Có thể lên YouTube coi xe vui Việt Nam á mọi người. Đúng. Đấy, cái phiên bản mà mình mang đi để trải nghiệm trong cái chuyến đi này, nó là cái phiên bản E-Review D4, một cái sản phẩm mới của IK. Mua cái này thì kèm luôn cả Vietmap bản quyền, rồi là tặng một cái sim 4G, 5G gì đấy, dùng trong cả năm. Nó ngoài ra cái phần mềm này ra thì mình đánh giá cái này nó có cái giao diện nó cũng khá là hay. Nó được thiết kế màu tối và chữ thì màu trắng, đại khái là nó hiển thị rất là tốt ở trong kể cả trong điều kiện trời nắng hay là trời tối hay gì thì nó cũng vẫn là rõ ràng, rất là rõ ràng. Và màu đen thì nhìn nó sang hẳn cái xe lên, nhìn nó trông nó cũng rất là đẹp và cũng tương đối là nhạy, nó không lag lắm. Nhanh đúng không? Em có nhận không? Rất nhanh. Anh em thấy sao? Nhanh đúng không? Nhanh. Chỗ này là nhanh rồi, chỗ này là nhanh rồi. Quá nhanh. Bò hò rất nhanh. Nó nhanh như iPhone nhỉ? Không, phải nói là như thế này này, là những cái thiết bị Android, kể cả điện thoại Android hay tất cả các thứ thì nó mình vẫn gọi nó từ xưa đến nay nó gọi là một cái loại hệ điều hành, nó gọi là năm cha ba mẹ. Nó là một cái thứ rất là chung, và các hãng phần cứng thì họ biến đổi nó theo tùy theo cái cách của họ để lắp lên phần cứng của họ, chứ nó không như iOS, nó là một cái thứ mà chỉ dành riêng cho Apple thôi, thì nó khác Android nó là vậy. Như này thì mình đánh giá là nó cũng là khá nhanh rồi, khá ổn. Vậy thôi, cái này thì mua thì bảo hành đến tận 6 năm. Thiết bị thì cũng khá là đẹp. Đấy, bé tí thì tí thôi, cái này thì đi chơi đâu mình có thể mang theo, nhất là với những người mà đi đâu cũng lái một cái xe lạ như mình thì có cái này thì rất là ổn, nhét được túi tiện. Mang cái này có xe khác nó có mang theo cái profile của mình không anh? À nếu mà mình đăng nhập tài khoản Google thì chắc chắn là nó sẽ lên cái profile của mình ấy. Còn nếu mà mình không đăng nhập Google thì chắc là nó sẽ không có cái việc đấy. Ôi, quay lại câu chuyện về Hyundai Tucson, một cái sản phẩm mới của Hyundai thành công. Đó. Mọi người cả cái chuyến đi này thì đánh giá cái xe này như nào? Ngon. Không biết là đây là thật tâm của anh em hay là 5 triệu nói. Thật tâm anh nhá. Anh em mình là đâu có vì cái gì đâu đúng không? Đúng đi xe thích thì đấy. Mọi người thấy không, cái đường đẹp như này nên xe rất êm. Hôm qua đi ở cái đường xấu thì xe cũng tương đối êm. Hôm qua đi đường xấu thì chúng ta bật cái tính năng chống đột chống ồn cưỡng bức lên. Đúng rồi, chống ồn cưỡng bức. Đó là cái gì nhỉ? Hôm qua thì được nghe Hotel California rồi các thứ nên là nó cũng đỡ ồn hơn rất là nhiều.
Nhưng mà thực sự là nó bây giờ cái khung gầm tất cả các thứ của xe Hàn Quốc nó không như ngày xưa nữa rồi đúng không? Nó hơn bảy xe Nhật luôn. Ừ đấy. Chạy chứ đúng là chạy xong là chán xe Nhật luôn. Dạo này anh em Sài Gòn kiểu gì ấy nhá, cái toàn chê xe Nhật thôi. Không phải đâu, đó mình rất là cảm thấy rất là sỉ nhục, và tại vì á đồ Nhật và xe Nhật là cái thứ mình rất là tự hào từ xưa giờ. Thích xài đồ Nhật, thích đi xe Nhật. Nhưng mà cuối cùng bây giờ ở Phân Khúc xe giá 1 tỷ đổ lại hay là 1 tỷ 2 đổ lại thì xe Nhật nó làm sao á. Cái cày ghê luôn. Mua Subaru mà chạy toàn mua Subaru nó xấu. Bây giờ ông muốn cái gì nữa, được vòi đòi bà trưng. Subaru nó xấu. Nhưng mà thật sự nếu mà nó vận hành con này thì nó là êm ái, nó là hiện đại, rất là nhiều tính năng. Và tất cả những cái thiết kế của xe nó cũng có một cái gì đấy, nó đơn giản nhưng mà nó dễ nhìn. Mặc dù là mình với mình thì cái màn hình này hơi thấp, thật sự giá kể nó cao lên một tí thì quan sát nó sẽ dễ hơn ở trên cái xe này thì ghế thấp xuống à. Nhưng mà như thế thì là anh ấy lún, anh chỉnh lại không nhìn lên trước để nhìn với màn hình không thôi, nhưng nó cũng không ấy lắm. Nhưng mà đại khái là với anh thì cái này là thấp và mình đặc biệt thích cái màn hình ở giữa này. Rất là đơn giản, đẹp và sáng nhở, không nhận đâu, màn hình ấy quá đẹp luôn, quá đẹp, sáng rực rỡ, đẹp lồ thoáng rồi thoáng. Tạp lô rất. Ví dụ như ở xe Kia thì cái này nó sẽ cao lên một tí. Mặc dù là những cái xe Kia, ví dụ như Sportage thì cái này nó cũng nó thấp hơn rất là nhiều so với cả xe tốt hay là những cái xe ở cái mức độ rẻ tiền hơn đấy. Thế nhưng mà cái này nó thấp hẳn xuống như này thì đúng rồi. Cái này quá tốc độ này, xe đường là 60. Đường là 60. Đường là 60, anh đang đi 60 mà em. Anh mới vừa xuống mà anh. Đâu, anh đi lên 66 là cũng wow, xịn này. Ngày xưa là lúc mình đi là chưa có cái này này. Trạm sạc 60kW của VinFast ở ngay giữa trung tâm Phan Thiết Mũi Né. Đó là một cái điều mà mình cứ nghĩ là từ xưa đến nay là ở đây nó là đất của Novaland, họ cấm cửa VinGroup. Thế nhưng mà rõ ràng là có cái trạm sạc rồi, ok anh em có thể đi nghỉ mát ở đây rất là thoải mái bằng xe điện. Đó là cây xăng. Đó là cây xăng đây và nó kèm luôn cả trạm sạc, rất là hay, tuyệt vời. Đấy là cái mà mới nhất có thể gặp được ở trong cái chuyến đi này. Một năm nay mình đi đến đây còn nhiều hơn là về quê mình, tức là mình về quê Hồng Tiến còn nhiều hơn là về Thanh Hóa. Thế mới dã man như vậy, không hiểu có tình cảm gì hay là có cái gì ngang trái. Anh đi ăn món bánh hỏi lòng heo, rất là ngon. À mùng 1 anh không ăn lòng heo em ạ, hôm nay mùng 1. Hôm nay mùng 1 á? Ừ, hôm nay mùng 1. Mùng 1 không ăn lòng heo ở đây sao vậy? Anh cũng không nhớ lắm, nhưng mà đại khái là thế. Vậy thôi, thực ra thì một cái video này nó là một cái chuyến trải nghiệm mà anh em đi từ Hà Nội lên Đà Lạt xong rồi mình đi từ Hà Nội hôm nay đi từ Sài Gòn, đi từ Hà Nội lên tận Đà Lạt xong rồi đi về bằng cả tất cả rất là nhiều phương tiện từ máy bay cho đến ô tô. Mục đích chính là để trải nghiệm trước Android Box. một cái sản phẩm tốt mà. Giá tiền thì sẽ để comment bảo hành 6 năm rồi là rất là nhiều phần mềm bản quyền ở trên đó và hoạt động thì xe nào cũng cắm vào được. Tất nhiên là phải có Apple CarPlay, rất là tiện, không cần phải chế chủng, cắt dây, cắt riếc gì, cứ cắm phứt vào cái là xong, để giao diện thì đẹp, chuẩn chưa? Cái này là bảo hành 6 năm, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Bản Việt Max S2 bản quyền, rồi giảm hẳn giá bán trong thời gian đầu khuyến mãi. Anh phải nói đúng chứ. Anh em mình phải nhớ là một cái điều này này là thà bọn mình quảng cáo những cái sản phẩm hữu ích này còn hơn là đi nói sai về những cái xe là cái đắt tiền đúng không? Đúng rồi. Mua nhầm là hỏng mẹ đời luôn, chứ còn cái này mua nhầm thì có thể là không sao cả, mua cái khác thì nó rẻ. Đấy. Câu chuyện nó là như thế, nên là anh em phải ủng hộ những kênh YouTube về xe mà chuyên đi review phụ kiện, là cái đấy là phải cực kỳ ủng hộ. À quên, chuyên đi quảng cáo phụ kiện nhé, thì nên ủng hộ cái đấy. Đấy. Đấy thôi, anh em sẽ trải qua khoảng bao nhiêu cây nhỉ? 160 cây. Ui. 180 cây Sài Gòn Phan Thiết. Trên một cái đường đấy năm nay mình cũng đi mấy lần rồi, một con đường cũng khá đau khổ. Và tất nhiên rồi, khi mà đi trên những con đường đau khổ thì người ta sẽ để cho người miền Bắc lái, người miền Nam thì ngồi hưởng thụ thôi. Rất là buồn. Nhá. Rồi anh em nha, chào khán giả Trắng Ô Tô gái cho nó. Đây toàn những anh tài. Rồi thôi. Em ăn tắt đi. Tắt đi. Đang họp. À thằng này họp. Đây bay. Mình là Tiến đến từ Xe Vui Việt Nam nha. Anh em sắp kênh nha. Mình là Tùng bên Xe Kinh Tế. Mình là Trung Việt đấy. Đấy mẹ toàn sát thủ. Kinh khủng.